Hello, xin chào anh em, chào mừng các thử mình Discontinue hay còn gọi là ngưng sản xuất. Đấy là một điều có thể gọi là ác mộng đối với tất cả các anh em chơi Đông Hoa chúng ta. Bởi vì khi điều đó xảy ra có nghĩa rằng chúng ta sẽ rất là khó để có thể mua một cái chai nước hoa mà nó có cái mùi hương đúng gu mà các anh em thường yêu thích. Hoặc nếu có thì cái giá chúng ta phải đổi lại là khá là đắt đỏ, thậm chí nhiều khi một cái giá nó gọi là trên trời. Mặc dù chúng ta không hề mong muốn điều đó xảy ra, thế nhưng thông thường hiện tại với một cái vòng đời một chai nước hoa nó rơi khoảng tầm 3 đến 4 năm thì việc ngưng sản xuất là hoàn toàn có thể xảy ra mặc dù chúng ta không hề mong muốn nó. Do vậy video của mình ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em tất cả những chai nước hoa hiện nay đã gọi là có thể gọi là bay màu, đã bị ngưng sản xuất, thậm chí một số chai khá là khó để tìm kiếm trên thị trường. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em tất cả những chai nước hoa mình hiện đang có. Và nếu như có thể thì mình rất hy vọng các anh em hãy ủng hộ mình một vài sản phẩm để có thể giúp mình chuẩn bị đón ngày Tết đang đến rất là gần rồi, đói lắm mà Tết thì vẫn đến. Mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chủ đề chính video ngày hôm nay. Mình sẽ giới thiệu anh em tất cả những chai nước hoa đã bị discontinue và hiện nay mình đang có. Ok, let's go. Chai nước hoa đầu tiên mình muốn nói đến đây đó là một sản phẩm của nhà Gogland và nó có tên là Lone Idea EDP. Cái thông tin ngưng sản xuất của chai nước hoa này thì mình lấy ra từ một video của Jeremy Fragrance, trong đó anh ta list ra những cái chai nước hoa chuẩn bị ngưng sản xuất. Và rất là đáng tiếc, có chai nước hoa Lone Idea EDP. Đây là một cái mùi hương có cái sự kết hợp giữa quả cherry và da thuộc, tạo nên cái mùi hương rất là nam tính, độc đáo và không đụng hàng. Bất kỳ một anh em nào tầm từ khoảng 27 đổ lên mà chúng ta đang cần một cái mùi hương nam tính, vẫn có một cái chút ngọt ngào nhưng lại nam tính, thì Lone Idea EDP chính xác là cái mùi hương như thế. Và không hiểu tại sao nhà Gogland lại quyết định ngưng sản xuất một mùi hương xuất sắc như thế này thì đúng là chỉ có Chúa mới hiểu được. Thế nhưng mình nghĩ rằng sẽ một thời gian ngắn nữa thôi thì sẽ rất là khó để có thể mua chai nước hoa này đó. Tiếp theo nữa đó là một sản phẩm của nhà Discraft và nó có tên là Potion Black. Một sự kết hợp giữa hoa hồng và da thuộc. Mình không nghĩ rằng với một cái thương hiệu chỉ chuyên làm về thời trang, ví dụ như quần bò, áo bò, lại có thể làm nên một cái mùi hương có thể gọi là xuất sắc. Đối với mình đây là cái mùi hương xuất sắc, một cái mùi hương của da thuộc mix cùng hoa hồng rất rất là nhuần nhuyễn. Mùa đông mà chỉ cần hai sọt chai nước hoa này là quá đủ. Và không hiểu sao nhà nước hoa này lại có thể stop chai nước hoa này thì cũng kể ra cũng hơi phí. Nhưng mà dù sao thì họ cũng đã làm rồi. Nếu như các anh em có thể có điều kiện thì chúng ta thích cái mùi hương đậm đà thì nếu mà có điều kiện thì chúng ta nên quất luôn chai nước hoa này, Discraft Poison Black. Ok. Tiếp theo nữa đó là một sản phẩm của nhà John Varvatos Dark Rebel. Đây là một chai nước hoa có thể gọi là khá là khó mua, bởi vì mình check ở trên Amazon hoặc là một số các trang web thì thực sự là cũng không có sẵn chai nước hoa này. Đây là cái mùi hương của whisky, của da thuộc và của thuốc lá. Bất kỳ mấy anh em nào yêu thích một cái phong cách nam tính và hơi phong trần một chút, bụi bặm một chút thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng chai nước hoa này một cách rất rất là hợp lý đó. Một điều rất là đáng tiếc là nó đã bị bay màu, bị John Varvatos Dark Rebel. Okay. Tiếp theo nữa đó là bộ đôi sản phẩm của nhà Valentino, Uomo và Uomo Intense. Nếu như Uomo là một cái mùi hương xuất sắc về cà phê, nếu mà nhắc đến mùi cà phê thì sẽ phải nhắc đến Uomo. Và Uomo Intense với cái nét tương đồng Uomo Intense có nghĩa là một cái người đàn ông, nó vừa có một cái chút ấm áp và vừa một cái chút sexy. Thì đây là chai nước hoa rất là phù hợp trong mùa thu đông và chai nước hoa mùa xuân, và kể cả mùa thu hoàn toàn có thể sử dụng được. Mình không hiểu là Valentino sau khi ngưng sản xuất hai chai nước hoa này thì họ không biết là họ sẽ có một cái kế hoạch nào để tung ra mắt, để tung ra thị trường những sản phẩm mới có thể để bù đắp lại hai chai nước hoa này. Còn hiện tại khi mà nhắc đến Valentino
Khi mà đến nước Hoa Nam của Valentino thì Uomo và Uomo Intense luôn luôn là cái tên gọi đầu tiên đó. Nhưng mà hiện nay thì nó bị ngưng sản xuất và cũng khá là khó mua hai chai nước hoa này. Tiếp theo nữa đó là Mont Blanc Individual. Mình xin chia sẻ thêm một chút với các anh em, đó là Chris Santer, chính là phiên bản clone của chai nước hoa này. Bởi vì Mont Blanc ra mắt từ trước đó rất là lâu, chai nước hoa này cái thế mạnh của nó không phải là một cái mùi hương đậm đà nồng nàn, mà nó chỉ hơi thoang thoảng. Và khi mà chúng ta xịt và chúng ta di chuyển đó, thì cái mùi hương của Mont Blanc nó sẽ quyện cùng với những cái bước chân của chúng ta để tạo nên cái mùi hương thoang thoảng bám quanh chúng ta. Đấy là cái trải nghiệm thực tế của mình khi mình sử dụng Mont Blanc Individual. Cá nhân mình thì mình khá là thích một cái phong cách kiểu mùi như thế, một cái chút hơi phấn thơm thơm, nó sẽ quyện cùng với mỗi khi chúng ta di chuyển. Mình cảm thấy khá là thú vị. Tất nhiên thì đó là tùy gu của mỗi người. Có những anh em lại cảm thấy chai Mont Blanc Individual này là không ok. Cái chuyện mà có người thích, có người khen, có người chê là chuyện hết sức bình thường. Cá nhân mình thì mình luôn đánh giá cao Individual. Nếu mà những anh em có thể thì hãy cố gắng sở hữu chai nước hoa này, một sản phẩm của nhà Mont Blanc. Ok. Tiếp theo nữa đó là một sản phẩm của nhà Paco Rabanne và nó có tên là Black Lexus. Chai nước hoa này hiện nay thì khá là khó mua. Với một cái tông mùi với nốt mở đầu rất là thú vị, giống như một quả dứa ngọt, và sau đó là một chút thơm ngậy hơi dính lên trên da khi mà ngửi. Mình nhớ rằng đợt nọ thì mình có chia sẻ với một vài anh em, và có một bạn sau khi mà mua xong thì hết lời khen ngợi chai nước hoa này. Đối với mình đây là một chai nước hoa rất là đáng tiền để mua. Tiếc rằng là nhà Paco Rabanne đã khai tử nó. Nếu như các anh em nào yêu thích một cái phong cách sexy, thực sự là sexy, có một cái chút gì đó nó hơi phóng khoáng và bất cần, thì Paco Rabanne Black Lexus chính là cái mùi hương như thế. Nhưng mà bây giờ thì hơi khó mua. Ok. Tiếp nữa đó là Perry Ellis Oud Black Vanilla Absolute. Chai nước hoa này có một cái nét tương đồng với một sản phẩm cao cấp của nhà Gotland mà nó có tên là Double Vanilla. Cá nhân mình thì đây là một chai nước hoa có thể gọi là vượt ngoài cái mức thang điểm đánh giá, bởi vì đây là một chai nước hoa có mùi hương vani mà thế nào nhỉ? Bá đạo. Phải dùng từ bá đạo cho chai mùi hương chai nước hoa này. Một sự kết hợp giữa vani và trầm vừa đủ tạo nên một cái mùi hương vani không bao giờ cảm thấy chán mỗi khi mà chúng ta ngửi, và nó hoàn toàn có thể đương cự với bất kỳ một sản phẩm nào đắt tiền. Có một điều khá là khó hiểu là trong bộ ba mùi đó là Saffron, Oud và một chai nước hoa nữa thì mình không nhớ tên, thì hai chai nước hoa còn lại mùi hương của nó hết sức là tầm thường. Thì nhà Perry Ellis hiện nay vẫn giữ hai chai đó. Còn cái chai ngon nhất trong line ba mùi này, họ lại quyết định khai tử chai nước hoa mùi ngon nhất. Có thể là chiến lược kinh doanh của họ thì mình không hiểu. Thế nhưng mà đấy là một cái điều hết sức là gọi là đối với mình thì là hơi ngớ ngẩn đó. Tiếp theo nữa đó là bộ đôi của nhà Jean Paul Gaultier, Fleur de Mai, tiếng Pháp mình thì không vừa dành. Đây là cái mùi hương floral. Chai nước hoa này thì đã đi rất là lâu rồi, và mình nghĩ rằng nếu như bất kỳ anh em nào yêu thích cái mùi hương hoa thì phải sở hữu chai nước hoa này. Bất kỳ một anh trai nào thích cái mùi hương hoa, hương floral thì phải sở hữu chai nước hoa này. Mình thấy rằng hiện nay thì vẫn còn một số store rơi rụng lại, vẫn còn. Ví dụ như đợt nọ một người em của mình ở Đài Loan định mua khoảng 10 chai này, bên đó họ vẫn còn khoảng 10 chai này. Không biết về sau này thì có mua được nữa hay không thì mình không biết. Thế nhưng mà cái hôm đó chuyện là cậu em mình là định mua hết luôn,
bên đó người ta còn 10 chai trong cái shop đó, còn 10 chai mà định mua luôn cả 10. Thì mình lâu lâu mình không nhắn tin hỏi lại là cuối cùng là thế nào đó. Và chai nữa đó là Entremé. Ông vua đi ba với sự kết hợp của vani, của lê. Chai nước hoa này thì như hôm trước mình đã post trên Face và Pick, thì nhà Jean-Paul Gaultier đã chính thức xác nhận là sẽ ngừng sản xuất chai nước hoa này. Và nói thật là nhà này có rất nhiều phiên bản nước hoa nam với cái mùi hương gọi là không ra đâu vào đâu cả. Giờ ơi đất hỡi. Còn cái chai mà mình đánh giá là ngon nhất kể từ sau Le Mai Flan du Mai, đó là Entremé, thì họ lại cho ngừng sản xuất. Một điều rất là khó hiểu, thế nhưng chúng ta vẫn phải chấp nhận. Đó thì là bộ đôi sản phẩm của nhà Jean-Paul Gaultier, Flan du Mai và Entremé. Và cuối cùng, đó là một sản phẩm của nhà Lanvin Avantgarde. Nó có tên là Avantgarde của nhà Lanvin. Đây là một chai nước hoa có mùi thuốc lá, có thể đương cự với tất cả những chai nước hoa thuốc lá, kể cả đắt tiền hơn nó rất là nhiều. Thậm chí là từ lúc mà nó chưa bị discontinue thì giá thành của chai nước hoa này cũng rất là rẻ, không phải là quá đắt, và nó luôn nằm trong cái list best cheap fragrance, chai nước hoa giá rẻ. Và đối với mình đánh giá rằng mùi hương của chai Avantgarde này nó hoàn toàn có thể đương cự được với tất cả những chai hoa đắt tiền hơn nó, thậm chí là 2 đến 3 lần, nó hoàn toàn có thể sánh ngang được. Nhưng mà tiếc thì người ta bảo là hồng nhan thì bạc phận, chai ngon thì cho bay màu sớm, rất là đáng tiếc. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em những cái chai nước hoa hiện đã bị ngừng sản xuất, và mình cũng có một chút may mắn là đã vẫn còn đang sở hữu được nó. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.